Chiều ngày 29 tháng 5 trên địa bàn xã Nà Hì có mưa to kèm theo rông xét. Tại thời điểm đó, hai cháu Lý Thủy Linh 3 tuổi và Lý Mai Quỳnh 8 tuổi cùng chú tại bản Xín Trải đang chơi cạnh một gốc cây gần lán nương của gia đình thì bị xét đánh tử vong. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cùng chính quyền xã Nà Hì đã đến động viên hỗ trợ hai gia đình có người gặp nạn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nậm Pồ khuyến cáo, hiện nay thời tiết trên địa bàn đang bước vào mùa mưa lũ, cũng là thời kỳ hay có rông lốc sấm sét vào buổi chiều. Người dân khi đi lại cũng như khi di chuyển phải lưu ý để chủ động phòng tránh.